Kính chào chị ạ. Trong chuyện cảnh chứng khoán Hợi Phạm Stock, thị trường kết phiên với trạng thái tăng điểm tích cực, dòng tiền có sự lan tỏa tốt, đặc biệt đến những cái mã cổ phiếu midcap. Giai đoạn tại thì chắc chắn anh chị em chúng ta cầm cổ phiếu sẽ là những người vui nhất khi dòng tiền nó liên tục tham gia mạnh mẽ để kéo tăng điểm các cái mã cổ phiếu trong mọi nhóm ngành. Ở phiên dịch của ngày hôm nay thì ngay từ đầu phiên sáng, nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán là nhóm ngành tăng tốt nhất, với con cổ phiếu của BNI được kéo trần rất là sớm. Như cái video có chia sẻ với anh chị em chúng ta ở ngày hôm qua, đây là cái dòng mà đang tạo ra những vùng nền giá nhỏ số 2 trên cái nền tảng giá lớn, và rất dễ nó sẽ bước vào một cái nhịp chạy mạnh trong đoạn tới, và sau phiên dịch của ngày hôm nay thì nó xác nhận luôn cái tín hiệu đó. Và nếu như anh chị em chúng ta không mua sớm trong những cái phiên giao dịch trước, hoặc là phiên dịch của ngày hôm nay chị không mua sớm, thì có thể chúng ta sẽ bị bỏ rơi trong cái nhịp sóng tăng này của dòng cổ phiếu của chứng khoán. Và cái dòng cổ phiếu chứng khoán không chỉ trong video của ngày hôm qua, mà rất nhiều những video trước đây cũng đã chú ý với anh chị em chúng ta để chúng ta làm sao chọn được những cái điểm mua rồi. Thì đối với anh chị em chúng ta mà có xem video của em, anh chị kiên nhẫn và chúng ta chọn được những cái điểm mua trong những cái phiên giao dịch trước, thì chúc mừng anh chị em chúng ta. Và anh chị nhớ like video này để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em. Và anh chị mới biết đến kênh của em đầu tiên thì anh chị em ta có thể ấn vào phần đăng ký kênh để những video tiếp theo chị em sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị em ra những cái nhóm ngành cổ phiếu tiềm năng anh chị nhá. Bởi vì tất nhiên là trong sau nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán sẽ còn những cái nhóm ngành cổ phiếu khác sẽ chạy mạnh, và phần sau video cũng sẽ chia sẻ với anh chị em ra những cái nhóm ngành cổ phiếu đó để anh chị em ta sẽ chuẩn bị tiền, chúng ta sẽ chuẩn bị những cái điểm mua để trong tuần tới nó đạt điểm, chúng ta sẽ nhảy vào chúng ta mua giúp em những cái mã cổ phiếu đó anh chị ạ. Bên cạnh cái sự tích cực của nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta cũng thấy được rất nhiều nhóm ngành cổ phiếu khác tăng tốt. Ví dụ dòng cổ phiếu của đầu tư công, những cái mã cổ phiếu như LCG ngày hôm nay cũng vận động rất là tích cực sau khi nó có quá trình gãy nền rũ, và ngày hôm nay xác nhận bằng cái điểm đánh lên kịch trần với dòng tiền tham gia mạnh. Và anh chị em ta có mua trong phiên dịch của ngày hôm nay thì đánh giá là rất là tốt khi nó bứt thoát ra cái nền tảng giá dài đây. Hay những cái nhóm ngành cổ phiếu khác như vận tải biển cũng tăng, bất động sản cũng tăng, dầu khí cũng tăng, hay hóa chất cũng tăng. Nói chung là anh chị em chúng ta cứ có cổ phiếu ngồi im là chúng ta sẽ có lãi thôi. Nhưng không phải ai cũng làm được cái câu chuyện đó. Chắc chắn là trong cái ngày hôm qua thôi, em biết được là có rất nhiều anh chị em chúng ta bị bán mất hàng của mình, bởi vì chúng ta nghe những cái độ lớn, nghe những cái nhóm lớn người ta hô hào anh chị em chúng ta là thị trường tạo đỉnh, do anh chị em ta là thị trường sắp sập mạnh 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm, và anh chị em chúng ta đã bán ra. Và chắc chắn ngày hôm nay khi anh chị em ta quay trở lại thì những cái mã cổ phiếu anh chị bán đi, anh chị sẽ phải mua ở một cái vùng giá cao hơn, và hiện tại anh chị mua vào thì cái rủi ro cho anh chị em chúng ta lại nhiều hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và anh chị em ta hãy lưu ý cho em, anh chị đừng bao giờ sợ đỉnh. Bởi vì cái vùng đỉnh nó tạo ra là một cái vùng, chứ nó không chỉ là một phiên giao dịch nó kéo tăng lên và nó gãy gập xuống như những cái cổ phiếu penny. Và anh chị em ta không bán được đỉnh một thì chúng ta đợi nó hồi lên test đỉnh thứ hai thì anh chị em ta bán ra. Anh chị lo gì cái việc chúng ta bị bán ở cái chúng ta bị nhốt ở vùng đỉnh, đúng không ạ? Nhưng khi mà anh chị em chúng ta lại sợ vùng đỉnh quá, anh chị em ta bán quá là sớm, chúng ta đoán đỉnh, thì có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ cả một cái siêu sóng ở đoạn về sau của rất nhiều những cái mã cổ phiếu. Có thể anh chị lãi được 10-15%, nhưng có thể anh chị bỏ lỡ cái nhịp tăng phía sau có thể là 50-60% của những cái mã cổ phiếu đó anh chị ạ. Và do hiện tại em đánh giá là cái đoạn cực kỳ tốt để anh chị em chúng ta có thể là kiếm tiền, bởi vì em nhìn thấy được cái dòng tiền điên, cái dòng tiền mang tính sát phạt đã bắt đầu có xu hướng nhập cuộc vào thị trường. Một cái tín hiệu đó chính là trong phiên dịch của ngày hôm nay, cái mã cổ phiếu của GEX đã bắt đầu có tín hiệu là chạy rồi anh chị nhá. GEX ngày hôm nay đã bắt đầu có những cái dòng tiền lớn tham gia, trong 3 phiên gần đây thì có 2 phiên rồi. Bắt đầu những cái dòng tiền lớn bắt đầu tham gia nhập cuộc, và anh chị biết được cái con cổ phiếu GEX là cái con cổ phiếu nó thuộc cái dạng đầu cơ cao nhất của thị trường chúng ta. Mà khi cái con cổ phiếu đầu cơ cao chạy thì có thể thị trường của chúng ta đang bước vào một cái pha kéo mạnh trong đoạn sắp tới. Và đoạn tới có thể xem cái đoạn sẽ mang lại cho anh chị em chúng ta những cái khoản lợi nhuận rất là nhanh, những khoản lợi nhuận rất là lớn trong một thời gian rất là ngắn. Nhưng anh chị em chúng ta cũng phải cẩn trọng cho em. Khi cái điều gì đến quá dễ dàng thì có thể là sau đó sẽ là những cái bẫy. Nhưng hiện tại thì em đánh giá là thị trường vẫn đang rất là ổn. Đến khi thị trường của chúng ta có những tín hiệu xấu như vậy, có những tín hiệu rủi ro như vậy thì em sẽ cảnh báo trên kênh của em để anh chị em chúng ta có thể là thoát ra đúng lúc nhất anh chị ạ. Còn bây giờ cái điều mà em muốn nhắn nhủ với anh chị em chúng ta từ những cái tín hiệu đó, đó là anh chị em ta hãy tập trung vào để anh chị em chúng ta hãy tận dụng cái con sóng uptrend này để chúng ta sẽ tối ưu hóa cái khoản lợi của mình, tối ưu nhất những cái khoản lợi anh chị có thể mang về cho em anh chị ạ. Và em muốn chia sẻ cho anh chị em chúng ta hai cái hình ảnh đây để anh chị em chúng ta làm sao có thể là kiếm được những khoản lợi nhuận của mình. Đầu tiên, anh chị có thể thấy được đây là hai thiên tài đầu tư chứng khoán nha. Em muốn chia sẻ cái câu nói của những ông ấy và em thấy rất đúng. Đầu tiên này, cơ hội không đến thường xuyên, khi trời mưa vàng hãy bỏ cái xô ra chứ không phải là cái túi chị nhá. Và tiếp theo để anh chị em chúng ta phải kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu là gì? Tiền được kiếm ra khi chờ đợi, không phải là khi chúng ta giao dịch. Tức là khi anh chị em ta mua được cổ phiếu ở đúng những vị thế rồi, ở những vùng nền tảng giá lớn rồi, những cái cổ phiếu tốt nhất rồi, thì anh chị phải kiên nhẫn nắm giữ, không được nhảy nhót quá nhiều. Đấy là cái bí quyết để anh chị em nó có thể kiếm được những khoản lợi nhuận lớn trong cái uptrend anh chị nhá. Và cái điều em muốn chia sẻ với anh chị em ta là hiện tại cơ hội cho chúng ta đang rất là lớn, thì chúng ta làm sao gì? Đừng có ngại ngùng gì cả, hãy mang những cái xô ra, chúng ta sẽ hứng
chứ chúng ta đừng mang những cái túi ra chúng ta hứng anh chị em. Thì đấy là hai cái điều mà em muốn nhắn nhủ với anh chị em chúng ta sau những cái phiên dịch của ngày hôm nay. Có thể là trong một vài tuần tới thị trường sẽ bắt đầu rủi ro và khi đó thì em sẽ không mua hàng anh chị em ta nữa. Đấy thì anh chị em ta hãy chú cho em về điều như vậy. Nên cái đoạn tới mà anh chị em chúng ta chưa biết mua những cái mã cổ phiếu gì mà chúng ta để chúng ta không bị bỏ lỡ sóng ấy, anh chị em ta quan trọng nhất là chúng ta phải ăn được cái con sóng mà. Đấy mà anh chị cảm thấy cái phương pháp đầu tư của em và phương pháp đầu tư của anh chị em chúng ta nó phù hợp với nhau thì anh chị có thể là tham gia với hệ thống khách hàng của em. Thì trong dung khách hàng của em thì em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta là cơ cấu lại danh mục, tư vấn điểm mua điểm bán rất là chi tiết của những cái mã cổ phiếu tốt đấy nhá. Em sẽ khuyến nghị anh chị em ta mua những cái mã cổ phiếu tốt nhất trên thị trường. Đấy và tư vấn sát sao về từng cái tín hiệu thị trường, khi nào thị trường của chúng ta trong đoạn tới nó có những cái sự rủi ro thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị em ta sớm nhất để anh chị em có thể thoát ra được thời điểm đó anh chị em. Đấy thì anh chị em chúng ta nếu như có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc TCBS rồi thì anh chị có thể là gắn ID của em, anh chị có thể mở mới và anh chị gắn ID của em, hoặc một hình thức nữa anh chị em chúng ta có thể là tham gia theo hình thức là hội viên thu phí nếu như anh chị em ta quen giao dịch ở những công ty chứng khoán khác chẳng như MBS, CTS, SI nhá. Đấy thì anh chị em ta tham gia thì anh chị cứ tham gia sớm đồng hành cùng em, bởi vì thị trường chứng khoán nó chỉ có tính thời điểm thôi chứ không phải bao giờ anh chị em chúng ta cũng mua và bán được. Chẳng như tuần sau hay tuần sau nữa chúng ta có thể vẫn còn những điểm mua an toàn, nhưng có thể là nửa tháng sau hay là một tháng sau thì khi đó thị trường chúng ta lại rủi ro rất là nhiều, và thời điểm đó nếu như anh chị em ta tham gia vào dùng của em có thể chúng ta sẽ không còn những điểm mua tốt nữa và anh chị em ta sẽ có thể gặp những cái rủi ro rất là cao anh chị nhá. Đấy thì chúng ta quan trọng nhất là tính thời điểm. Như ở đây chị ạ, cơ hội không đến thường xuyên chị ạ. Đấy, cơ hội không đến thường xuyên đâu, và chúng ta đã nhìn thấy cơ hội rồi thì anh chị em ta hãy chớp những cái cơ hội đó thật là nhanh anh chị ạ. Anh chị em ta cũng có thể là tham gia cái Zoom cộng đồng của em. Thì cái Zoom cộng đồng của em thì anh chị em chúng ta tham gia ở cái phần mô tả video, phần bình luận video của em anh chị nhá. Thì trong cái Zoom cộng đồng của em thì em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta là giải đáp những cái mã cổ phiếu này, định hướng về thị trường này, và cũng có thể là chia sẻ với anh chị em chúng ta những cái cơ hội đầu tư. Chẳng như ngày hôm trước khi mã cổ phiếu của HPG nó tăng lại gần đây nhất thì em cũng có chia sẻ với anh chị em là tham gia mã cổ phiếu của HPG được. Đây anh chị em chúng ta sẽ xem cho em ở đây nhá. Thì cái Zoom cộng đồng của em, anh chị em chúng ta có thể là tham gia ở phần bình luận của video đây cho em, anh chị nhấn vào đây, hoặc anh chị em chúng ta có thể là mở cái phần mô tả của video đây. Thì trong phần mô tả sẽ có hai cái đường link đây, thì anh chị em sẽ tham gia cho em một trong hai đường link đó. Anh chị nhập cái mật khẩu 12456 và anh chị trả lời câu hỏi thì bên em sẽ duyệt giúp anh chị em ta tham gia vào Zoom anh chị nhé. Đấy, và anh chị em chúng ta nhớ like video để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em, và anh chị em chúng ta ấn vào cái phần đăng ký kênh nếu như anh chị biết đến kênh của em đầu tiên, để những video tới anh chị em cho sẽ là người cập nhật đầu tiên trên kênh của em những cái tín hiệu thị trường hay những cái mã cổ phiếu tốt nhất em cũng sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta. Quan trọng là anh chị em chúng ta có biết định hướng là chúng ta mua hay không anh chị em, kể cả con cổ phiếu UGEC ngày hôm qua vừa chia sẻ với anh chị em ta sẵn đúng không ạ. Nếu như anh chị em ta tinh ý thì chúng ta có thể là xem xét để lấy ngày hôm nay rồi anh chị ạ. Đấy, đó là cái chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để đi vào đánh giá thị trường sau cái phiên dịch của ngày hôm nay, xem nó có tín hiệu gì mà chúng ta còn phải chú ý, hay thị trường của chúng ta đang rất ổn và chúng ta sẽ phải hành động đối với bối cảnh thị trường ra sao, và nhóm ngành nào có khả năng sẽ bắt đầu vào siêu sóng trong tuần tiếp theo, và cổ phiếu nào có khả năng mang lại cho chúng ta những khoản lợi khoảng 50%. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để điều phân tích chi tiết anh chị nhá. Thì đầu tiên chị nhìn giúp em về cái mặt thị trường, thì thị trường của chúng ta ngày hôm nay nó có cái phiên tăng điểm 5,55 điểm, tương tăng 0,44%, và thị trường của chúng ta ngày hôm nay đóng cái mốc 1.258.28 điểm anh chị nhá. Cái khối lượng giao dịch ngày hôm nay nó cũng ở trong một trạng thái là cao hơn trung bình của 20 phiên giao dịch. Đây là một cái khối lượng em đánh giá là tích cực cho một cái phiên tăng điểm của thị trường chúng ta. Thì về view thị trường thì chúng ta cũng chưa có quá là nhiều scandal so với cái view trong cái video của ngày hôm qua, là thị trường của chúng ta có khả năng nó sẽ có quá trình là tích lũy trở lại đây trong một thời gian trước khi chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục bật tăng, và chúng ta cũng chỉ cần mong thị trường cho đừng có tăng, nó cứ đi lờ vờ tại được tăng nhẹ thôi, nhưng những cái mã cổ phiếu anh chị em ta cầm nó tăng là được. Đấy thì em đang kỳ vọng như vậy, nhưng có thể dòng tiền biên thị trường của chúng ta nó lại cứ kéo dướn như này chị em, có thể tuần sau lại kéo lên một chút, tuần sau lại kéo lên một chút, nhưng em hy vọng thị trường của chúng ta đừng kéo mạnh, nó cứ kéo chậm chậm kéo chậm, và thị trường sẽ hướng đến cái mục tiêu của chúng ta là vùng giá 1.280 đến vùng giá 1.300. đấy, như bản tin sáng em có chia sẻ này. Đấy, thị trường của chúng ta sẽ có những quá trình là tích lũy hấp thụ lực cung trước khi chúng ta sẽ kỳ vọng vùng giá tiếp theo, vùng giá 1.280 đến vùng giá 1.300 vậy nhá. Và trong cái quá trình tích lũy thì có thể xảy ra những cái phiên giảm 10 đến 20 điểm là điều bình thường. Đấy, tức là trong cái quá trình thị trường của chúng ta đi ngang tích lũy đây, nó có thể sẽ xảy ra những cái phiên rút bỏ khoảng 10 đến 20% điểm chẳng hạn. À 10 đến 20 điểm chẳng hạn, 10 đến 5 điểm nó cứ rút xuống. Không vấn đề gì cả. Đó là vận động rất là bình thường. Và anh chị em chúng ta sẽ cảm thấy rất là gì? Nhẹ nhàng cho đón nhận những cái điều đó chứ chúng ta đừng có hoảng loạn. Em đã nói với anh chị em ta rồi, bề thị trường có chỉnh sẽ là cơ hội để cho anh chị em ta mua, chứ chỉnh không phải chúng ta để sợ chúng lại bán những cái mã cổ phiếu ra anh chị ạ. Đấy. Và thị trường của chúng ta thì nó vẫn rất là ổn thôi, nên anh chị em chúng ta sẽ
làm sao chọn lựa những cái mã cổ phiếu tham gia giúp em, anh chị vẫn có thể là an tâm chọn lựa những cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ chiến đấu anh chị ạ. Và anh chị chỉ cần đảm bảo cho em cái nguyên tắc là mua làm sao cho sát những cái vùng nền giá nhất là được, và mua từ cái điểm cân bằng nó bắt đầu hướng lên bên trên, tức là anh chị phải mua sát những cái vùng nền tảng giá lớn cho em anh chị nhé, đừng mua những điểm treo leo chẳng hạn như nhóm ngành cổ phiếu của banh hiện tại anh chị nhìn thấy không ạ, những cái mã cổ phiếu như MB bây giờ nền tảng nó quá là cao rồi thì chúng ta sẽ hạn chế thôi, chứ em không bảo là nó không thể mua được, nhưng anh chị mua bên trên thì cái tỷ suất sinh lời anh chị em là rất rất thấp, và chúng ta sẽ có những rủi ro. Hay những cái mã cổ phiếu như ACB này, những mã cổ phiếu CTG này, tức là cái vùng nền giá bên trên của nó sẽ ngắn và chúng ta sẽ hạn chế. Anh chị em mua từ những vùng nền tảng giá lớn thì chúng ta sẽ kỳ vọng cầm trung hạn được anh chị ạ. Đấy, và mua thì mua từ những cái điểm bắt đầu cân bằng lên, và hiện tại anh chị có thể mua điểm nổ cho em được. Những cái điểm nổ đây chỉ là duy nhất là cái điểm bứt thoát ra khỏi vùng nền tảng giá lớn, chẳng như con cổ phiếu HPG chứ mà điểm nổ nền anh chị nhá, chẳng như con cổ phiếu HPG đấy chị đâu ạ, hôm trước nó có cái phiên là bứt thoát ra khỏi vùng nền tảng giá lớn này, ok anh chị có thể mua được ở cái điểm nó bứt thoát đây, không vấn đề gì cả, bởi vì các cái nhóm ngành cổ phiếu đã có những cái trạng thái là tích lũy đủ rồi, thì bây giờ nó sẽ có thường sẽ có một điểm là xác nhận vượt qua cái nền tảng giá lớn đó, thì đó chính là thời điểm anh chị em chúng ta có thể tham gia được anh chị nhá. Nó giống như con cổ phiếu LCG ngày hôm nay đấy, khi nó có cái vùng nền tảng giá lớn đây chị, đấy thì anh chị em chúng ta ngày hôm nay bứt thoát ra được khỏi đây này, thì ok anh chị em chúng ta có thể là tham gia được cái điểm đó, đó điểm nổ đó, thì nó sẽ an toàn khi nó có rũ bỏ rồi, chứ chúng ta không phải mua những điểm nổ nó chênh vênh trong cái nền giá thì chúng ta sẽ có sự rủi ro được chưa. Đấy thì hiện tại thì anh chị em chỉ cần nhớ cho em một cái đấy, tôn chỉ anh chị cần ghi nhớ cho em là gì, hold đúng không ạ, hold to die. Đấy anh chị em bán mất hàng ngay, anh chị về chỉ cần đứng lên một cái thôi là có người khác người ta ngồi vào ngay nhá. Đấy thì anh chị em ta làm sao giữ chặt những cái mã cổ phiếu của mình vào đấy, kể cả ngày hôm nay thị trường của chúng ta có những sự rung lắc đấy, thì con cổ phiếu HPG thì em vẫn đang nắm giữ anh chị nhá. Đấy nó có rung lắc nó đỏ thì kệ thôi, nó đây là quá trình nó vận động sẽ phải xảy ra anh chị, nó sẽ có 3 phiên tăng thì phải có một phiên giảm, một phiên điều chỉnh để nó giảm bớt đi những cái sự hưng phấn điều bình thường, và một phiên giảm với vốn thấp như vậy thì chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta sẽ chờ đợi anh chị ạ. Đấy và trên thị trường sẽ còn những cái cơ hội rất là tốt, và anh chị chúng ta hãy tranh thủ cho trong tuần tới để chúng ta sẽ chọn những cái điểm mua thích hợp để chúng ta sẽ mang về cho mình những khoản lợi tốt trong cái con sóng này anh chị ạ. Đấy và em đánh giá cái tiềm năng trong đoạn tới sẽ là một cái đoạn chúng ta hay gọi là một cái đoạn gọi là tăng tốc, hay một đoạn siêu kiếm tiền cho anh chị em ta đấy. Đấy nhiều anh chị em ta hay bảo là lồi mồm ấy, đấy nó kiểu như vậy, thì anh chị em ta chú ý nhá. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta những cái mã cổ phiếu hay cái dòng cổ phiếu nào có thể sắp bước vào sơ sóng và sẽ mang lại cho chúng ta những khoản lợi kỳ vọng khoảng 50%. Đấy 50% nhá, em không nói đùa chị nhá. Đầu tiên anh chị em ta có thể chú ý đến con cổ phiếu gấp này. Đấy, em đang nói con cổ phiếu lẻ nhá. Xong em sẽ chia sẻ với anh chị em ta những cái cổ phiếu mà mang tính sóng dòng. Thì con cổ phiếu gấp anh chị có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay là có một phiên xác nhận. Đấy đầu tiên cái phiên xác nhận đó đã chính thức là vượt qua một cái vùng nền tảng giá ngắn đây. Chúng ta sẽ gọi là cái mô hình là vai đầu vai đây chị này. Nó sẽ tạo ra một cái vai này. Đây là vai đầu vai nhỏ này. Đấy nó bứt thoát ra khỏi cái vùng nền tảng giá đây. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai anh chị có thể biết được ngày hôm nay nó chính thức nó sẽ gì? Nó vượt qua cái kênh xuống giảm đây rồi chị ạ. Đấy, hai cái tín hiệu cho thấy là cái con cổ phiếu gấp nó đã bắt đầu có những cái manh nha để bước vào một cái nhịp sóng tăng sóng tăng tiếp theo, và nó đã có những cái phiên khối lượng cực kỳ lớn tham gia. Đây là dòng tiền tổ chức đã tham gia. Đấy là cái con cổ phiếu gạch ngày hôm nay. Và anh chị nhìn trên cái chart tuần thôi em. Nó đã chính thức nó vượt qua cái kênh xuống giảm đây rồi. Thì khi nó vượt qua kênh xuống giảm thì nó sẽ bước vào đảo chen. Nó sẽ không còn là một xuống giảm nữa. Nó có thể bước ra một quá trình là sideways và một quá trình tăng điểm. Đấy thì anh chị em ta hãy chú ý con cổ phiếu gạch cho em. Thì đối mã cổ phiếu gạch anh chị em ta mua trong phiên dịch của ngày hôm nay đánh giá là ok. Và trong những phiên tới anh chị em chúng ta có thể là canh mua nếu như nó có những quá trình nó test lại cái vùng test lại chị nhá, nó test lại những cái vùng giá khoảng 22.5 xem vùng giá anh chị em chúng ta có thể là mua cho em. Còn trong trường hợp nó không test, nó tiếp tục kéo dưới thì chúng ta cũng không cần phải mua vội, bởi vì em đánh giá là khi nó gặp cái vùng cản kháng cự ở đây nó sẽ có những quá trình nó sẽ test trở lại, và khi nó test trở lại và tạo ra cái vùng nền giá ở trên cái vùng giá khoảng 24 đây chính là cơ hội để anh chị em ta sẽ tìm cái điểm mua gia tăng cuối cùng cho em. Và sau cái điểm mua đó thì khả năng con cổ phiếu gạch nó sẽ bước vào một nhịp tăng cực kỳ là mạnh. Anh chị nhìn lại dọn trước đây, anh chị xem cái nhật đi nhịp trước của nó chị nhá. Anh chị thấy này, sau khi nó có cái vùng gì, nó tạo ra cái vùng nó rũ bỏ xuống rồi nó vào cung lên bên trên này. Dòng tiền tổ chức bắt đầu tham gia chị ạ, dòng tiền tổ chức bắt đầu tham gia, và sau đó nó có phải gặp cái vùng lại cái vùng cản kháng cự đỉnh cũ ở đây không ạ, một cái vùng kháng cự đỉnh cũ ở đây, sau đó nó bắt đầu có một quá trình là tạo ra một cái vùng nền tảng giá tích lũy đây, thì đây chính là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ tìm kiếm điểm mua tiếp theo cho em. Hiện tại thì anh chị có thể thấy được là nó đang ở đây đấy chị, nó đang cái giai đoạn hiện tại của nó đang giống như đây đấy anh chị không, giai đoạn hiện tại của nó đang giống đoạn đây đấy, và trong vài phiên tới sẽ tạo ra vùng nền tảng tích lũy đây khi nó gặp cái vùng cản đỉnh cũ đây anh chị nhìn chưa. Đấy thì trong một vài phiên tới thôi nó có những quá trình nó rũ bỏ trở lại thì đó chính là cái cơ hội tốt để anh chị em ta sẽ mua cho em. Và sau cái điểm nền giá ở đây, tức là chúng ta hay gọi là cái nền tảng giá số 2 đấy, như em chia sẻ với anh chị em ở đây này, thì sau cái điểm đó anh chị nhá, nó sẽ bắt đầu bước vào nhịp tăng rất là mạnh, và nó sẽ bỏ qua cái vùng đỉnh ở đây anh chị nhá, nó sẽ không quan tâm đến đỉnh ở đây đâu,
tức là cái vùng đỉnh ở phía trên này nó sẽ không quan tâm đâu, nó sẽ vượt qua ngay anh chị ạ. Trước đây khi nó tích lũy xong cái nền giá này ở cái vùng đỉnh này, nó sẽ bước vào một nhịp tăng tốc rất mạnh và nó sẽ bỏ qua luôn vùng đỉnh này. Đấy, tức là cái vùng đỉnh bên trên nó sẽ không tích lũy đâu, nó chỉ tích lũy ở cái vùng giá khoảng 24 ở đây, quanh giá 24 mà thành công sẽ bắt đầu bứt tốc và chúng ta sẽ không đuổi kịp. Và anh chị nhìn nhớ nhịp trước, nó tăng từ cái điểm ở nền giá số 2 đó bao nhiêu phần trăm ạ? Từ đây tăng lên bên trên vùng đỉnh tạo thành 75%. Đấy, chúng ta chưa nói đến vùng đáy nhé, mà em chỉ tính từ cái vùng mà nó tạo ra vùng nền giá số 2 khi gặp cái vùng đỉnh này, nó có thể tăng được 75%, thì nhịp này có thể đánh hoàn toàn được nhịp như vậy chứ anh chị, đúng không anh chị? Đấy, thì biết đâu đấy nó đánh cái nhịp này nó sẽ kéo lên cái vùng giá ở bên trên là vùng giá khoảng 35, 36, 37 bên trên. Ít nhất là anh chị em chúng ta mua ở bên dưới chúng ta sẽ có những khoản lợi nhuận rất là tích cực đối với cái mã cổ phiếu còn gách trong dạng sắp tới nhá, thì chú mã cổ phiếu gách cho em được chưa? Đấy, sau phiên ngày hôm nay thì em đánh giá là chắc là nó sẽ rất là khó để nó có thể quay trở lại cái vùng giá 23 cho anh chị em ta nữa, chưa nói đến vùng giá 2.5, nhưng nó sẽ có quá trình là tích lũy lại trên bên trên và quá trình tích lũy lại quanh vùng giá 24 và thành công, đó chính là cơ hội cuối cùng để cho anh chị em ta mua. Nhớ trong con cổ phiếu gách nhá, đây là một con cổ phiếu đầu cơ rất cao và nó sẽ mang lại cho chúng ta tỷ suất sinh lợi rất là mạnh. Và năm ngoái con cổ phiếu gách, đối mã cổ phiếu gách nhá, cái khoản lợi nhuận em kiếm được của nó ấy, hồi đó là khoảng trên 70%. Đấy, và ăn chỉ nắm giữ thôi. Đấy, cái triết lý của chúng ta sẽ như vậy nhá. Đấy, thì anh chị em chú ý trong cổ phiếu gách trong đoạn sắp tới cho em, được chưa anh chị? Còn cái dòng cổ phiếu mà em đánh giá là sang tuần tiếp theo có khả năng sẽ bắt đầu bước vào sóng, đó là dòng cổ phiếu bất động sản. Tại sao lại bất động sản? Bởi vì anh chị nhìn thấy được con cổ phiếu KDH, nó đã là con cổ phiếu đầu tiên đưa ra tín hiệu là gì, bứt thoát khỏi cái vùng nền tảng giá đây rồi. Tức là đây con cổ phiếu bứt thoát ra khỏi nền giá, xác nhận là vào sóng rồi. Thì những cái mã cổ phiếu khác trong bất động sản có thể sẽ tiếp tục đi theo. Và sau phiên ngày hôm nay thì em thấy được cái vận động của các cổ phiếu bất động sản nó vẫn đang vận động rất là tích cực. Và trong ngành bất động sản thì anh chị có thể chú ý những cái mã cổ phiếu sau ra. Bất động sản thì anh chị có thể chú ý những con cổ phiếu DG đây anh chị. DG thì anh chị có thể nhìn thấy được là nó tạo ra vùng nền tảng giá rất là dài đây rồi. Sau khi anh chị nhá, sau khi nó tạo ra một cái điểm là gãy nền đây, nó đã vòng cung lên rất là nhanh. Và ngày hôm nay nó có một trạng thái là tăng và phủ nhận lại cái cùn đầu ngày hôm qua. Và với một trạng thái như vậy thì có thể anh chị, tức là nó phủ nhận lại và cái vô nó rất là thấp, chứng tỏ là cái lực cung ra ngày hôm nay tiếp tục ở vùng giá khoảng 27.5, 27.6, nó không còn nhiều. Thì có thể trong một cái bối cảnh tích cực thì có thể là gì, nó sẽ bứt tốc vào đây, nó sẽ vượt qua cái ngưỡng cản khoảng 28.5 để nó bước vào nhịp sóng anh chị nhá. Nó bước khi nó vượt qua đây chị, đấy, có thể là sẽ tiến rất là nhanh về vùng giá bên trên là vùng giá khoảng 29.x ở bên trên. Đấy, thì đó con cổ phiếu UDG anh chị em chúng ta có thể là chú ý được nhá. Con cổ phiếu DG anh chị có thể chú ý được bởi vì nó đang có vận động rất là tốt đây, đang vòng cung lên bên trên này, có thể sang đầu tuần nó sẽ đánh. Đấy, như những cái ví dụ em chia sẻ với anh em ra rồi, nó sẽ giống như con cổ phiếu HH đây, nó sẽ giống như con cổ phiếu DGC đây, anh chị nhìn DGC đây không ạ, khi nó gãy xuống này nó cứ lòng vòng vài phiên nó sẽ đánh vượt đỉnh ngang. Đấy, thì con cổ phiếu DG nó cũng có thể sẽ như vậy và anh chị hãy chú con cổ phiếu DG cho em trong cái tuần giao dịch tiếp theo anh chị nhá. Đấy, DG hiện tại thì nó đang chạm về một cái vùng gì, có thể sẽ về một cái vùng tuần sau ấy, nó chỉ cần vượt qua cái kênh cản chéo đây, nó chỉ cần vượt qua lên bên trên này, nó sẽ xác định là sẽ bước vào nhịp sóng tăng của nó phía sau. Thế anh chị hãy chú cho em nhé. DG mà vượt qua vùng giá khoảng 28.5 anh chị em chúng ta có thể mua ra tăng được đối mã cổ phiếu DG. Hay mã cổ phiếu PR anh chị, PR thì hiện tại anh chị có thể nhìn thấy được nó đang có một quá trình là nâng đáy liên tục khi test đáy anh chị nhé. Đây là đáy thứ nhất này, sau đó hồi lên này, cái đáy thứ hai này hồi lên này, cái đáy thứ ba này, thì nếu như đầu tuần sau nó có một trạng thái là test về vùng giá khoảng 28.6, 28.7 đây mà nó có kéo xanh nhẹ lên bên trên ấy, thì anh chị có thể là mua được bởi vì nó có 1-2-3 lần test rồi. Sau 3 lần test thì cái khả năng nó bứt thoát ở bên trên này sẽ rất là cao. Và con cổ phiếu PR ấy là con cổ phiếu đang tạo ra một cái nền tảng giá số 2 ngắn ở bên trên này. Đấy, nó giống như nhóm anh cổ phiếu chứng khoán mà em chia sẻ với anh chị ngày hôm qua, là như con cổ phiếu CTS này. Đấy, nó tạo ra cái vùng nền tảng đây bắt đây bứt sóng anh chị nhá. Đây là con cổ phiếu CTS đã vào sóng rồi. Anh như con cổ phiếu như VDS này chị này. Đấy, sau khi nó có cái nền tảng giá số 2 bên trên này thì nó gì? Nó bước vào sóng rồi. Đây là một sóng rồi anh chị nhá. Nó bắt đầu kéo ấy, nó không có thể không kéo tăng trần, nó sẽ kéo tăng dần, kéo tăng dần, kéo tăng dần. Hay cả những con cổ phiếu như AGR này. Đấy, nó bắt đầu nó gì? Nó bắt đầu bước vào sóng rồi. Sau phiên ngày hôm nay bắt đầu bứt thoát ra cái dòng tiền lớn tham gia đây rồi thì nó đã bắt đầu chính thức là gì? Xác nhận để bước vào sóng đấy anh chị nhá. Đấy, nó sẽ cứ bò dần thôi anh chị ạ. Đấy, hay những con cổ phiếu như ND trong vài phiên trước nó cũng ta tạo ra vùng nền tảng giá số 2 ở bên trên này anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy không? Đấy, nó chính cái vùng ở đây này. Thì sau cái điểm đó thì nó bắt đầu bắt chen anh chị ạ. Nó bắt đầu nó vào chen, nó bắt đầu kéo. Đấy, thì chúng ta chú cho em những con cổ phiếu con PR nó đang tạo ra vùng giá đó và có thể là nó sẽ có nhịp đánh trong tuần tiếp theo nhá chị nhá. Đấy, thì nếu như đầu tuần nó có những nhịp test về vùng giá khoảng 28.5, 28.6 mà nó hướng lên đấy, chị có thể là mua được con cổ phiếu PR nhá. Và dòng cổ phiếu này có thêm con là con cổ phiếu NLG, thì con này nó đánh hơi phập phù, nó không đánh được phiêu, nhưng đây là con cổ phiếu anh chị em cho có thể chú được khi mà nó có cái nền tảng giá rất là dài đây. Nó khá là giống con cổ phiếu con HPG không ạ? Nó khá là giống. Đấy, nhưng con này thì nó không được đánh phiêu bảng, nhưng anh chị có thể chú ý được.
Và em sẽ phân tích cái vận động ngắn hạn cho anh chị em ta sẽ hiểu được cái quá trình vận động của con cổ phiếu NLG nhá. Nó có cái nền tảng giá đi ngang, sau đó nó có một cái rũ xuống rất là nhanh đây. Đấy, sau đó nó bắt đầu nó gì? Nó tích lũy lại và cái vô nó rất là kiệt đây. Và nó có phiên xác nhận là lấy lại chen. Thế anh chị có thể mua ở cái phiên ngày hôm qua là được, cũng được nhá. Và ngày hôm nay tiếp tục nó vòng lên bên trên thì có thể sang tuần con cổ phiếu con NLG nó đánh rất là cao, nó vượt đỉnh đây. Nếu như đầu tuần tiếp theo nhá, con cổ phiếu NLG nó vượt qua được cái vùng ở vùng giá khoảng 2341 đây nhá, anh chị có thể mua cho em nhá. Anh chị có thể mua được con cổ phiếu con NLG nếu như nó vượt qua vùng giá 41 đây, tức là nó xác nhận là bước vào trend đấy anh chị ạ. Nó xác nhận bứt thoát ra khỏi vùng nền tảng giá lớn đây, nó sẽ bước vào trend. Đấy thì có thể chúng ta sẽ kỳ vọng vào cái điểm nó sẽ kéo lên cái vùng giá. Có thể mục tiêu tiếp theo là vùng giá khoảng 48 bên trên đối với mã cổ phiếu con NLG chị ạ. Tức là sẽ kéo lên cái vùng đường viền cổ đây. Đấy thì anh chị em tay chú ý xem con cổ phiếu con NLG trong tuần tiếp theo nhá. Đấy nó vượt qua vùng giá 41 là chúng ta sẽ kỳ vọng vùng giá 48. Đấy bất động sản em đánh giá là rất dễ có sự sống. Và khi bất động sản vào siêu sóng ấy, thì anh chị nhìn thấy không? Nó tăng không tăng bao giờ tăng ít đâu. Mỗi nhịp nó đánh nha chị nha. Chẳng hạn như con cổ phiếu DG đây, em sẽ coi như em đánh nó xuất phát từ đây đi. Thì khi nó tăng lên bên trên anh chị nhìn thấy một nhịp đánh nó này. Nó tăng đâu đó khoảng 60 hơn 60% đúng không ạ? Nó không tăng có 10 15% đâu và chúng ta sẽ kỳ vọng được khoảng 50% đối với mã cổ phiếu DG hoàn toàn nhá. Trong tầm tay của anh chị em ta thì anh chị hãy chú ý cho em. Đấy. Tiếp theo là một cái dòng cổ phiếu là dòng cổ phiếu của thép. Đấy thì chính là hai cái nhóm ngành mà em đánh giá là sang tuần tiếp theo có thể sẽ bắt đầu bước vào nhịp sóng. Chúng ta sẽ gọi một nhịp sóng tăng mạnh này hay là siêu sóng này. Thì nhóm ngành cổ phiếu của thép thì anh chị đã thấy được ngày hôm nay cái con cổ phiếu của Nam Kim và con cổ phiếu Hoa Sen bắt đầu thể hiện được cái sự tích cực khi mã cổ phiếu của Hoa Sen đã bắt đầu vòng cung lên bên trên sau một cái quá trình anh chị nhé, sau một quá trình nó gãy nền giá đây nó vòng lên trở lại rồi thì có thể trong tuần tiếp theo nó chỉ cần có nhịp đánh mạnh đây thôi anh chị em ta cứ mua điểm xác nhận này cho em là rất là an toàn nhá. Hay mã cổ phiếu Nam Kim nó cũng như vậy, sang tuần tiếp theo nó có một điểm xác nhận đánh lên anh chị em chúng ta có thể là tham gia cho em. Lý do vì sao? Lý do bởi vì nó đã có gì, nó đã có một cái điểm rút bỏ đây. Sau cái điểm rút bỏ đó anh chị nhìn giống con DGC đây không ạ? Anh chị nhìn cái điểm đó nó giống con cổ phiếu DGC đây không ạ? Nó sẽ giống như đây anh chị này. Đấy, nó sẽ giống như hai cái cặp ba này. Sau điểm đó nhá, nó chỉ cần có một cái phiên xác nhận thôi. Thì phiên xác nhận đó anh chị em chúng ta cứ nhắm mắt anh chị đánh cho em. Làm nhá. Đấy anh chị nhìn có rất nhiều trường hợp rồi, DGC này, FLT này, nó sẽ có nhiều trường hợp như vậy đó. Bao giờ nó sẽ có một cái cây rút bỏ như vậy mà chị. Anh chị nhìn chưa? Bao giờ nó sẽ có một cái cây rút bỏ này, rút xuống này. Vòng cây phục hồi. Và sau đó bắt đầu sẽ đi ngang khoảng 4-5 phiên và sau đó có một cây đánh. Đấy thì hiện tại con cổ phiếu Nam Kim nó cũng như vậy đúng không ạ? Nó gãy xuống một cây này, phục hồi này và đi 4 phiên rồi thì có thể là giữa tuần sau thôi. Nổ rất là cao. Anh chị chú ý nhóm cổ phiếu thép cho em nhá. Và nó chỉ cần có một cây đánh dựng lên bên trên này thôi, anh chị cứ mua cho em nhá. Hay là Hoa Sen cũng như vậy. Đấy Hoa Sen cũng như vậy nhá, anh chị có thể mua. Còn anh chị em toàn muốn lấy vị thế sớm đối mã cổ phiếu của Hoa Sen thì anh chị hãy canh cho em vùng giá khoảng 22.65 đến vùng giá 22.7 là anh chị có thể lấy được rồi, tức là cái cây đỏ ngày hôm nay. Thông thường nó sẽ test về cây đỏ đây thôi. Đấy là vùng giá 22.65 22.7. Hay con cổ phiếu Nam Kim, anh chị có thể là canh lấy vùng giá khoảng 23.8 đến vùng giá khoảng 23.924 nhá. Đấy thì đấy là hai con đó anh chị có thể là lấy được cho em. Và em đang đánh giá là rất dễ con cổ phiếu Nam Kim và Hoa Sen sang tuần tiếp theo sẽ bật tăng và anh chị chú cho em nhá. Những cái nhóm ngành cổ phiếu này nó mà chạy ấy, là chúng ta không mua được cái điểm đầu tiên ấy, chúng ta sẽ rất khó, chúng ta sẽ mua cái điểm tiếp theo và chúng ta có thể bỏ lỡ sóng nhá. Nó đánh điên như con cổ phiếu DGC anh chị em. Sau khi nó có điểm nổ đây anh chị không mua kịp đúng không ạ? Trong những phiên sau anh chị không mua nhá, nó kéo một phát vào chen luôn. Làm gì còn cơ hội cho anh chị em ta mua nữa? Không còn cơ hội cho anh chị em ta mua nữa đâu chị nhá. Đấy, thế chị làm sao chị phải tranh thủ được những cái nhịp đánh đầu tiên đó, chị cứ mua vào cho em là sẽ có những cái lợi nhuận rất là tiềm năng cho anh chị em ta. Và nó cũng đang đi về cái phần cuối của cái này thôi chị này. Đấy chị nhìn chưa? Nó đi vào phần cuối là chỉ cần bứt qua đây thôi, nhá, nó vượt qua cái tam giác cái kênh xuống giảm thôi là xác nhận nhá. Đấy chị chú cho em để chúng ta sẽ không bỏ lỡ cái nhịp tăng của nhóm ngành cổ phiếu thép. Đấy là hai nhóm ngành mà em đánh giá là còn nền tảng giá lớn. Chúng ta mua vào và với cái nền tảng giá con cổ phiếu Hoa Sen đây không bao giờ có dưới 50% anh chị nhá. Với cái nền tảng như vậy em đánh giá cái nhịp sóng tăng này nó kéo ấy thì nó sẽ kéo rất là mạnh anh chị. Bởi vì trước đây chị nhìn quá khứ của nó nhá. Mỗi lần nó kéo đây, chẳng hạn như từ cái nền tảng giá đây, nó kéo là 50% chưa anh chị. Đấy từ cái nền tảng giá nó kéo đấy, 50%. Đấy chúng ta không có bịa đặt ra những câu chuyện đó đâu chị. Anh chị nhìn vào quá khứ này. Mỗi lần nó kéo từ cái vùng nền tảng giá lớn này, kéo được bao nhiêu phần trăm ạ? 50% chưa? Đấy thì chúng ta cứ tranh thủ nhịp này, nó có thể nó sẽ phải đánh như vậy thôi, nó không khác gì đâu chị. Đấy 50% còn là ít nhá. Đấy khi mà chị mua đây nó bứt tốc thì chúng ta sẽ kiếm được về cho mình những khoản lợi nhuận rất là cao. Và chúng ta phải săn những cái mã cổ phiếu con nền tảng giá lớn như đây để chúng ta cầm trung hạn, cầm dài, chứ chúng ta cũng hạn chế mua những cái mã cổ phiếu bên trên cao nhá. Đấy thì hai cái dòng cổ phiếu bất động sản và thép là hai cái dòng em đang kỳ vọng tiếp theo sau nhóm cổ phiếu của chứng khoán. Và em mong anh chị em tài chú ý kỹ đến những cái nhóm đó để chúng ta sẽ tìm những cái điểm mua tốt được cho anh chị. Còn những cái nhóm cổ phiếu là lẻ thì thôi, chúng ta chỉ đánh T cộng thôi, chúng ta đánh lướt thôi anh chị nhá. Đấy, còn chúng ta sẽ quay trở lại với nhóm cổ phiếu của chứng khoán một chút. Đấy, thép thì bất động sản nhớ cho em nhá. Đấy, hai con cổ phiếu còn bất động sản thì chú ý cho ba con cổ phiếu đó.
Còn đối với nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán thì bây giờ anh chị em ta chỉ có đu thôi nhá, chỉ có chấp nhận đu thôi. Chẳng hạn như cổ phiếu CTS bây giờ anh chị em ta muốn mua đúng không chị, bây giờ nó bứt nó vào chen rồi, chúng ta xác nhận đây vào chen đúng không chị, vào chen rồi, đây là nền số 1 này, nền F0 này, nền 1 này, sau cái nền này nó sẽ bứt tốc này. Anh chị nhớ cái giờ trước em chia sẻ với anh chị em ta chưa, nó sẽ như đây chị này, sau khi tạo ra xong cái này nó bứt vào nó sẽ đi đấy. Thì anh chị em ta bây giờ chấp nhận rủi ro đúng không, anh chị em ta cứ mua thôi, anh chị em ta chấp nhận rủi ro trong ngắn hạn, nó rung lắc thì anh chị em ta mua vào đúng không, bởi vì em đánh giá là với con CTS nó sẽ bứt phá giống như con VDS này chị, nó đang gặp vùng cản đỉnh cũ thì nó hơi chậm thôi chị đấy chậm. Khi nó gặp cái vùng đỉnh cũ nha chị nhìn này, khi nó gặp vùng đỉnh cũ có phải là nó sẽ cứ ngập ngừng ở đây đúng không ạ, sẽ ngập ngừng mất một vài phiên đấy, tại vì có những ông bị mắc kẹt đây thì ông ấy chốt đúng không ạ, đấy ngập ngừng sau đó bứt bắt chen này, nó vào đây thì không đuổi nữa đâu chị, không thể đuổi được, không có điểm mua đâu. Bây giờ chúng ta nó vẫn còn là sắp cái nền thì chúng ta có thể kỳ vọng chúng ta có thể lấy được nhá. Đấy, nhưng mà cái điểm mua này thì chúng ta sẽ xác định rủi ro cao hơn một chút được chưa, đấy em cảnh báo với chúng ta. Nhưng nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán đấy thì em xác định là nó có khả năng nó vẫn còn kéo tiếp nhá, chứ không phải dừng lại đây đâu. Đấy, có thể nó sẽ ngập ngừng đây một vài phiên nha, anh chị nhìn thấy tuần sau ấy có khi nó kéo một phát vượt qua đây nhá, nó giống như con cổ phiếu của SD anh chị này, ngày hôm qua có thể là cù đầu, ngày hôm nay nó trả điểm phát là vượt vượt cả rồi đấy chị không. Tức là hiện tại các cái nhóm ngành cổ phiếu nó gặp vùng đỉnh cũ ấy, nó có thể sẽ bị cù đầu, bởi vì cái áp lực cung của những cái nhà đầu tư mắc kẹt ở vùng đỉnh cũ đây là có, thì nó sẽ bị bán cù đầu, nhưng khả năng nó sẽ tích lũy đi lên thôi. Đấy thì như có cổ phiếu CTS anh chị em ta liều liều vẫn mua được anh chị hay ARG, nhưng anh chị em ta đi tỉ trọng nó vừa phải thôi, ARG chị vẫn mua được anh chị. Đấy, bởi vì nó vừa mới bứt thoát ra khỏi vùng nền tảng giá ở đây thôi, anh chị có thể vẫn có thể là tìm kiếm cho mình điểm mua được anh chị em. Hay những cái mã cổ phiếu như con VIX này, VIX cũng đã bắt đầu bắt chen rồi anh chị ạ. Sau khi nó tạo ra cái vùng nền tảng giá đây thì bây giờ nó gì, nó bắt chen rồi anh chị, tiền vào đây rất là mạnh rồi anh chị này, bắt chen rồi đấy nhá. Sau nhìn này nó kéo thì thôi chắc cũng không biết đuổi ở đâu đâu anh chị ạ. Đấy, hiện tại các cổ phiếu chứng khoán thì như em đã chia sẻ với anh chị em ta trong video ngày hôm qua rồi, nó đã bắt đầu bứt thoát ra khỏi cái nền tảng giá nhỏ số 2 rồi, và sau nhịp này thì nó sẽ bước vào một nhịp sóng mà em đánh giá là cũng sẽ tương đối là mạnh đấy anh chị ạ. Nó giống như con cổ phiếu FTS anh chị nhìn này. Đấy, sau khi nó có cái vùng nền tảng giá đây nhá, nó bứt thoát ra. Đấy, có thể nó bị cù đầu anh chị nhá. Có thể nó bị cù đầu. Có thể cù đầu, có thể rũ lại, nhưng sau đó thì nó gì? Nó sẽ bứt thoát, tức là cái nền tảng giá đây nó đã tạo thành công rồi, thì cái xu hướng của nó đi lên rất là cao. Kể cả con cổ phiếu CTS đây, trong một phiên tới nó có rũ trở lại đi, nhưng nó có rũ trở lại đây đi thì nó vẫn vòng lên đi thôi. Đấy, thì chúng ta chấp nhận những cái rung lắc trong ngắn hạn thì chúng ta tham gia vào và chúng ta đi tỉ trọng vốn làm sao cho nó phù hợp. Chẳng hạn như anh chị em ta mua 10-20% anh chị cứ gia tăng dần 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 là được. Hoặc là tuần sau nha, con cổ phiếu con CTS ấy, nó kéo phát vượt qua ngay vùng cản đây, với vô giá chị cũng có thể mua được chị ạ. Không thì anh chị nhìn con CTS, con VDS này, anh chị nhìn chưa? Đây là tấm gương nhá, nó có thể kéo cái vùng đỉnh này, cù đầu này, rũ trở lại vài phiên này, anh chị ạ, rũ trở lại, rũ xong thì sao? Vượt chưa? Kéo chưa? Vượt rồi. Đây là cái con nó sẽ gì? Sẽ làm cái mà chúng ta sẽ là tiền đề, chúng ta nhìn vào những cái cổ phiếu khác trong ngành chứng khoán nó cũng sẽ như vậy thôi. Đấy, VS nó cũng đánh như vậy đúng không chị? Nó phải đây là nền số 1 này, tạo ra nền số 2 nhỏ đây. Xong đúng không ạ? Bứt tốc rồi. Từ cái điểm đó chị nhìn thấy nó kéo bao nhiêu phần trăm rồi? Nó kéo tăng 10% rồi, nhanh không anh chị? Rất là nhanh trong có 4 phiên giao dịch thôi. Đấy, thì những cái mã cổ phiếu CTS anh chị nghĩ con quái như vậy họ nó sẽ kéo lên này. AGL có thể nó cũng sẽ kéo lên như vậy này. Đấy, nó sẽ kéo như vậy, tức là cổ phiếu bắt chen rồi anh chị nhá. Nó bắt chen rồi. Đấy, nó bắt chen lên đây chị này. Đấy, nó sẽ bắt chen như đây chị. Đấy, ban đầu có thể sẽ đánh ngập ngừng, nhưng càng về sau nó càng mạnh, tức là ban đầu ấy thì nó sẽ đi lên rất là chậm, nhưng mà càng về sau bắt đầu sẽ càng mạnh. Đấy, thì nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán anh chị có liều, anh chị vẫn mua được, em đánh giá vẫn mua được chị nhá. Đấy, vẫn mua được, bởi vì nó mới bắt đầu xuất phát đi lên, nó chưa đi quá là xa thì chúng ta vẫn còn cơ hội được. Đấy chị đó, nó ban đầu nó sẽ bắt đầu ngập ngừng này, đi ngập ngừng, về sau nó càng về sau nó sẽ càng mạnh chị ạ. Đấy, cái con cổ phiếu VDS ngày trước nó cũng như vậy đâu, khi nó bắt đầu xuất phát đi lên thì chị nhìn thấy cái kiểu đánh của nó nhé. Đấy, nó đánh rất là gì, lỏng lẻo, nó cứ kéo tăng một chút này và sau đó nó bắt đầu đi lên. Đấy, nên chị hãy chú trang nhá, chú trang cho cổ phiếu chứng khoán chúng ta vẫn có thể là mua, nhưng mà chị em mua với tỷ trọng nó vừa phải thôi để chúng ta giảm thiểu rủi ro. Nhưng mà nó vừa đi lên như vậy, nhưng con cổ phiếu CTS đây em vẫn kỳ vọng nhá, con cổ phiếu CTS thì em vẫn kỳ vọng nhá. Đấy, nhưng mà anh chị em ta nhớ cho em, anh chị mua vào thì chúng ta phải chấp nhận nhá, có rủi ro thì chúng ta phải chấp nhận. Đấy, còn bản thân em thì em có ngày hôm qua có lấy tỷ trọng con cổ phiếu con CTS là vùng giá 32 đây chị, em lấy ngay vùng giá 32 đây, bởi vì em kỳ vọng vào cái xu hướng tăng phía sau, tức là với cái nền tảng giá như vậy thì em kỳ vọng khoảng 50% một trận thì thôi mình mua đây luôn. Đấy, thì em mua ngày hôm qua mà. Đấy chị nhá, ngày hôm qua nó cù đầu anh chị, ngày hôm nay nó phủ nhận thì tuần sau có thể nó lại phủ nhận lại tiếp cái cây đấy, nó cứ đi như vậy đó chị, nó cứ đi, nó cứ bò dần thôi, và ban đầu sẽ xuất phát rất là chậm và đoạn cuối nó sẽ đánh rất là nhanh nhá. Đấy, thì anh chị em chúng ta làm sao để tranh thủ được ba cái nhóm ngành cổ phiếu đó nhá. Còn những cái cổ phiếu lẻ khác, những nhóm ngành khác mà anh chị em chúng ta cũng để chú ý được, chẳng như nhóm ngành vận tải biển nhá. Em thấy được con cổ phiếu PVT này, PVT là cái con cổ phiếu em thấy được là có thể sau phiên giao dịch của ngày hôm nay thì tuần sau sẽ bật tăng đấy. Nếu như con PVT này nhá anh chị nhá, nếu như PVT
mà nó có vượt được qua cái ngưỡng cản ở vùng giá khoảng 27.8, 27.9 thì chị có thể là mua được, và em nghĩ nó sẽ bắt đầu bắt chen nhá. Anh chị biết vì sao mà em đánh giá nó sẽ có khả năng bật tăng ạ? Thứ nhất là nó có một phiên dòng tiền tổ chức tham gia đây rồi, sau phiên đó thì nó có một quá trình là rũ trở lại đấy, và ngày hôm nay nó có một phiên là rũ tiếp tục những nhà đầu tư mua tên cộng đây, và cuối phiên là vòng cung xanh nhẹ bên trên với cái vốn vào gì rất là thấp đây, chứng tỏ cái lực cung ra đây không còn nhiều, thì có thể tuần sau sẽ đánh nhá. Anh chị cứ nhìn PVT tuần sau khả năng sẽ đánh, và nếu như nó vượt qua giá 27.8, 27.9 cũng sẽ là cơ hội để anh chị em chúng ta có thể là tham gia được với mã cổ phiếu PVT, và với những cái mã cổ phiếu như HH nó bứt chen được, nó vào cái chen tăng của nó bên trên đó chị, đây là chen tăng của anh chị nhá, vào chen tăng đúng mã cổ phiếu của HH rồi, hay là mã cổ phiếu của con GMD này anh chị này, đấy đây là những cái chen tăng rất là mạnh rồi chị nhá. Thì chúng ta làm sao chúng ta phải chú cho em những cái cổ phiếu mà nó chưa tăng trong ngành đó đúng không? Dầu khí thì chị có thể nhìn thấy những con BR này, BR nếu như ngày hôm nay chị em ta lấy một cái điểm ngắn tên cộng thì em đánh giá cũng được, bởi vì sao? Bởi vì anh chị có thể thấy được cái vận động nha, sau khi nó có cái phiên nổ đây này, có một quá trình là gì, rũ trở lại, rũ xong thì cái vô nó kiện này, và bắt đầu nó có hai phiên dòng tiền tham gia vào, và cái phiên giao dịch ngày hôm qua nó có quá trình là rũ bỏ những cái vô bán ra không quá mạnh, và ngày hôm nay tiếp tục là một phiên test trở lại, và cuối phiên là rút chân lên bên trên với cái khối lượng rất là thấp, thì có thể sang đầu tuần con cổ phiếu con PR sẽ bắt đầu nó sẽ có những cái cú đánh lên bên trên, và nếu như nó công phá được cái con dao găm đây chị, nếu nó công phá được cái con dao găm ở vùng giá khoảng 20 đây thì có thể nhá, nó sẽ về vùng đỉnh cũ là vùng giá khoảng 21, 22 bên trên đấy, thì anh chị em chúng ta gì có thể kỳ vọng với anh chị đang cầm con cổ phiếu BR nhá, ngày mai chị mua thì sẽ ok, hay những cái nhóm cổ phiếu nhỏ khác như con DCM này đấy, DCM nó đang đi theo cái kịch bản mà chúng ta cũng đã từng chia sẻ với nhau là sẽ có phải có quá trình là test trở lại, thì ngày hôm qua test và ngày hôm nay bắt đầu vòng cung lên bên trên, thì đối với mã cổ phiếu DCM nếu như thực sự điên nhá, có thể sang đầu tuần tiếp theo nó sẽ đánh ngay nhá, sau những cái phiên nó kéo như vậy thì có thể sang đầu tuần sẽ đánh ngay, nếu vượt về vùng cản bên trên là vùng giá khoảng 36.7 vì nó có đáy nhất này chị, ngày hôm qua là rũ trở lại đáy thứ hai vùng thấp này, ngày nay vòng cung lên với dòng tiền tham gia mạnh này thì có thể sang đầu tuần tiếp theo là đánh rất là cao nhá DCM đấy. Còn thực ra là trong cái dung khách hàng của em thì em cũng có cho anh chị trong dung khách hàng của em mua một số cái mã cổ phiếu, tất nhiên là đã đề cập với anh chị em là rồi đấy, kể cả trong vừa em cũng phân tích cũng có những cái mã cổ phiếu đó rồi, nhưng mà em sẽ không, tạm thời sẽ không bật mí, bởi vì trong những phiên trước em bật mí, sau đó thì ngày hôm sau thì những cái mã cổ phiếu đó nó lại bị mua vào hơi bị quá, thành ra cung cầu nó cũng hơi bị lệch đi một chút, thì có thể sẽ ảnh hưởng đến trong ngắn hạn đấy, thì thôi thì chẳng hạn như mấy hôm nữa hàng T về chẳng hạn đấy, thì khi đó thì nó có thể nó sẽ có những vận động rõ ràng, nó có vận động rồi, vận động xong rồi thì em sẽ chia sẻ với anh chị em ta, nhưng mà nó sẽ là những cái mã cổ phiếu đã chia sẻ với anh chị em chúng ta trên video thôi, quan trọng là anh chị em nó có hệ thống anh chị em ta mua được, còn những cái mã cổ phiếu tốt nhất em đã chia sẻ với anh chị em chúng ta rồi, anh chị hãy lưu ý cho em nhé. Chứng khoán thì em đã cầm tỷ trọng, em chứng khoán thì em cũng vẫn cầm con cổ phiếu ADI đấy, đấy con cổ phiếu CTS và con cổ phiếu ARR cầm một chút đấy, và những cái mã cổ phiếu biết ai cũng có chị nhá. Đấy thì thực ra là nhóm cổ phiếu chứng khoán thì em mua không đủ hàng ấy, thì em lại phải mua con này con kia đấy, nhưng cơ bản là em tập trung vào ngành cổ phiếu chứng khoán này, những cái cổ phiếu thép em đã có HPG đấy, những cái mã cổ phiếu ra sao chia sẻ với anh chị em chúng ta rồi đấy, thì anh chị em chúng ta hiện tại chưa biết mua những cái mã cổ phiếu gì, sắp tới anh chị em chúng ta nếu như thực sự là chúng ta chưa định hình được thị trường sẽ ra sao và nên điểm mua điểm bán ở những cái mã cổ phiếu tốt nào, thì anh chị cứ tham gia vào hệ thống khách hàng của em đi, chắc chắn em sẽ giúp anh chị em chúng ta sẽ tìm kiếm những cái mã cổ phiếu tốt với những cái điểm mua tốt nhất để anh chị em ta đón con sóng sắp tới chị nhá. Đấy thì chị có tài khoản tại VPS hoặc là TCBS, anh chị có thể gắn ID của em. Và chị em chúng ta có thể là tham gia thành thức là hội viên thu phí, thì em cũng sẽ hỗ trợ anh chị em ta trong dùng khách hàng của em. Anh chị cứ vào sớm đi, đúng không ạ? Chúng ta có thể vào sớm một tháng đi. Đấy thì sau này một tháng sau anh chị vào được thì có khi thời điểm đó là hết điểm mua rồi, thì thực sự em cũng dám mua hàng anh chị em ta đâu. Đấy bởi vì em thì em cũng rất là kỷ luật điểm mua điểm bán. Có thời điểm sẽ hô anh chị em ta mua nhiều, nhưng có thời điểm thì em cũng sẽ không dám báo anh chị em chúng ta. Đó. Và anh chị em ta đã xem video của em tới hiện tại rồi thì rất mong anh chị em chúng ta like video ủng hộ cho những chia sẻ của em anh chị nhé. Anh chị bỏ ra một vài giây ở đây, cũng như anh chị em chúng ta ấn vào cái phần đăng ký kênh để những video tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ là những người cập nhật đầu tiên những video trên kênh của em. Và cảm ơn chị và chúc anh chị em ta sẽ có những phiên giao dịch tiếp theo gặp nhiều may mắn. Và anh chị em chúng ta nếu như đang có cái nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại VPS thì anh chị em có thể là tham gia liên hệ với em để tham gia đồng hành cùng team bên em trong thời gian tới anh chị nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.